Hello Vanessa xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại Vanessa trong một bản tin muộn của ngày hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2020. Thì Vanessa hôm nay sẽ thông báo cho quý vị một cái thông tin rất là cấp bách để cho chúng ta biết để đề phòng vì là ở Mỹ thì hôm nay họ đã chính thức thông báo có trường hợp đầu tiên nhiễm coronavirus ở động vật quý vị nha. Mà đây lại là động vật hoang dã thành ra là rất là nguy hiểm và họ nói là cái động vật hoang dã này lại có khả năng lây Lây lan được từ uh, từ động vật sang người Cho nên nó lại càng nguy hiểm hơn Thì uh, đấy là cái thông tin thứ nhất Và cái thông tin thứ hai Đó là cái chi tiết Của những cái bệnh gì cụ thể Mà chúng ta không nên tiêm vaccine coronavirus Và nói đúng hơn là Không được tiêm vaccine đó Thì Vanessa chia sẻ luôn trong cái video này Cái video trước thì em có chia sẻ với quý vị Nhưng nó không có cụ thể từng chứng bệnh Nhưng bây giờ thì họ đã đưa ra cụ thể rồi Thì Ờ, trước khi vào chia sẻ Vanessa rất mong quý vị like, share, đăng ký kênh để nhận những cái video mới nhất cũng như ủng hộ cho Vanessa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì vợ cái phần động vật hoang vã dã thì hôm nay ở Chicago, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ hai rằng họ đã xác nhận trường hợp đầu tiên được biết đến của coronavirus ở một động vật hoang dã. Một con trồn đã phát hiện làm gia tăng ra lo ngại về sự bùng dịch của, của bệnh trồn vì virus đã giết chết hơn 15.000 con trồn nuôi ở Mỹ kể từ tháng 8. Các viên chức y tế toàn cầu đã điều tra và uh, nguy cơ tiềm ẩn mà động vật có thể gây ra cho con người sau khi đan mạch vào tháng trước bắt tay vào kế hoạch loại bỏ đàn trồn nuôi 17 triệu con, cảnh báo rằng một chủng loạt uh, coronavirus đột biến có thể lây sang người. USDA đã cho biết trong một thông báo rằng họ xác nhận trường hợp ở những con trồn hoang dã thả rông ở Utah ở tiểu bang Utah đó quý vị như một phần của giám sát động vật hoang dã xung quanh các trang trại bị nhiễm bệnh một số động vật từ các loài động vật hoang dã khác nhau cũng đã lấy mẫu và tất cả các cái kết quả âm tính USDA cho biết cơ quan này họ đã thông báo cho tổ chức thú y thế giới những trường hợp gần đây nhưng không biết bằng chứng nào về virus đã lan rộng trong các quần thể hoang dã xung quanh các trang trại trồn bị nhiễm bệnh. Theo như hiểu biết của chúng tôi thì đây là loài động vật hoang dã, bản bản địa tự do đầu tiên được xác nhận nhiễm sắc Covid-2, USDA cho biết thêm. Và virus này cũng được tìm thấy ở hổ trong vườn bách thú và chó mèo trong gia đình. Trời ơi rất là nguy hiểm quý vị ơi, em thấy nó đột biến rồi đó quý vị. Thì đó là cái thông tin về cái con Covicona nó xuất hiện trên động vật hoang dã còn lại cái thông tin mới nhất là cái thông tin về cái uh, uh, những cái người mà không nên tiêm chích vaccine á, thì em đã chia sẻ với quý vị trong cái video trước uh, đại khái ra rồi nhưng mà bây giờ thì uh, ông tiến sĩ Fauci ông ấy cho biết uh, gọi là cái um, chứng bệnh cụ thể quý vị nha ông nói là nếu như mà quý vị mắc phải cái chứng bệnh cụ thể như thế này thì quý vị sẽ không hãy không và tránh tiêm vaccine của covid nha quý vị thì họ nói là có cái chứng bệnh tên tên uh, thực ra thì em đọc cái tên này em cũng chưa có thử đọc ở trên cái kia không biết là đọc có đúng hay không là cái hội chứng Julian Julian Bia thì là một cái rối loạn hiếm gặp và trong đó cái hệ miễn dịch nó sẽ tự tấn công vào các dây thần kinh của cơ thể Yếu cơ hoặc dị cảm hoặc là các cái đầu chi thường là những cái triệu chứng xuất hiện đầu tiên Các cái triệu chứng nhanh chóng lây lan rộng thậm chí làm tê liệt toàn bộ cơ thể Ở thể nặng nhất hội chứng Julian B là một tình trạng cấp cứu bệnh nhân mắc hội chứng này sẽ cần phải nhập viện để điều trị thì ông ấy nói là cái hội chứng Julian B này thì chưa được biết rõ nhưng nó thường khởi phát sau một nhiễm khuẩn Chẳng hạn như nhiễm khuẩn đường hô hấp hoặc là viêm dạ dày do virus thì hiện giờ chưa có biện pháp điều trị an toàn đối với hội chứng Julien Be nhưng những điều trị đang áp dụng hiện nay giúp giảm nhẹ triệu chứng và rút ngắn thời gian trị bệnh đa số các bệnh nhân hồi phục sau khi mắc hội chứng Julien Be tuy nhiên một số người sẽ bị di chứng chẳng hạn như yếu cơ tê bì hoặc là mệt mỏi các cái dấu hiệu của cái triệu chứng hội chứng Julien Be sẽ bao gồm cảm giác đau nhói như kiến bò kim châm ở các ngón tay ngón chân mắt cá chân hoặc cổ tay yếu cơ từ cẳng chân lan tới phần trên của cơ thể đi không vững không thể leo cầu thang thậm chí không thể đi lại khó cử động mặt mắt hoặc khuôn mặt bao gồm cả các hoạt động nói nhai và nuốt cảm giác đau có thể nghiêm trọng và tăng nặng về đêm có thể rối loạn bàng quang đại tràng nhịp tim nhanh huyết áp thấp hoặc cao thay đổi không có nó nó thất thường đó à, quý vị và thêm nữa cộng thêm triệu chứng nữa là khó thở thì đó là tất cả những cái triệu chứng của cái người mà bị hội chứng du liền be thì uh, họ nói là ai mà bị những cái triệu chứng như vậy và bị uh, thống vào cái 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 bệnh hội chứng của du liền be thì sẽ tránh xa cái việc tiêm vaccine covid 19 quý vị nha đó thì là cái ông ấy nhấn mạnh ở trong cái chứng bệnh này Và ông cũng nhấn mạnh thêm là những cái người mà tiêm vaccine xong thì có những cái phản ứng phụ giống như chúng ta bị đau mỏi Thậm chí có thể sốt nữa này thì chúng ta sẽ dùng telenon để uống này Và ông có cảnh báo thêm một cái trường hợp Những cái trường hợp mà quý vị bị dễ bị tổn thương nếu như quý vị tiêm vaccine Đó là những người cao tuổi có bệnh lý có bệnh lý tiềm ẩn, tiểu đường này, béo phì này Bác sĩ, để em đọc lại cái đoạn này xem là ông nói cái gì Những người, những bác sĩ Fauci bắt đầu Bằng cách tiết lộ trời ơi, họ gì cái kiểu gì ấy. Đọc cái báo, tiếng Anh nó còn dễ đọc hơn là báo tiếng Việt à, Bác sĩ Fauci bắt đầu bằng cách tiết lộ Ai sẽ là người đầu tiên tiêm vaccine được mong đợi cao Xong rồi dấu phẩy Chả hiểu họ ghi kiểu gì Bao gồm những người dễ bị tổn thương Những người cao tuổi có bệnh lý tiềm ẩn Tiểu đường béo phì bệnh tim Và những người mắc các loại bệnh đó Ông giải thích ngoài ra những người bị suy giảm miễn dịch Ví dụ như bệnh nhân ung thư đang điều trị hóa chất Và nhiều bệnh nhân tự miễn dịch có thể bị ức chế phản ứng miễn dịch Tuy nhiên, một nhóm người nên không nên chủng ngừa là những người của hội chứng đó thì ông ấy nói là những người mắc cái hội chứng của du liền be thì chúng ta nên tránh ông đưa ra cái, cái 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 bệnh cụ thể thì em cũng xin chia sẻ thêm với quý vị còn về những cái phần cái bài báo này là của bài báo hoa kỳ người việt á hình như hôm nay em dịch ở cái bài tiếng anh nó đâu có dịch như này đâu chắc bài này bài mới ra á. Hôm nay em cũng có dịch cho quý vị một bài Nhưng mà nó không phải là cái bài này Tại vì cái bài của em dịch là nó không có cái hội chứng Du liền be này chắc là để nếu mà em tìm lại cái bài báo tiếng Anh Thì nó sẽ dễ hơn này Nhưng mà đại khái là nó cũng giống như vậy thôi Chắc là có một vài từ vừa ông ấy dịch Họ dịch nó không có gãy nghĩa đó Em đọc em còn chưa có hiểu rõ lắm à thì uh, đó là cái thông tin mà Vanessa muốn chia sẻ thêm với quý vị thôi Để cho chúng ta À, biết được nếu chúng ta mắc phải cái hội chứng du liềm be như vậy thì chúng ta sẽ tránh không có tiêm vaccine quý vị nha và cái triệu chứng mà để mắc cái bệnh chứng bệnh đó thì bọn em vừa đọc một loạt cái triệu chứng rồi đó quý vị thì quý vị xem xem mình có ở những cái triệu chứng như vậy hay không thì uh, Vanessa cũng xin dừng cái video tại đây và em sẽ tiếp tục cập, cập nhật tiếp những cái thông tin về vaccine cũng như về gói cứu trợ tiền thất nghiệp và đặc biệt là ngày mai có thể là em sẽ xem xem, xem lại những cái tiểu bang về tiền thất nghiệp cụ thể một lần nữa rồi em chia sẻ với quý vị xem là ai chúng ta được nhận tiền thất nghiệp mà gia hạn hay không của tiểu bang cụ thể ra sao. Thì văn sẽ sẽ cố gắng làm cái video về tiền thất nghiệp cho quý vị rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Bye bye.